Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft diễn binh thời trung cổ. Hiện tại thì mình đang lên đến giữa biển một xíu để đi tìm một cái bản đồ kho báu. Và có vẻ là mình đi gần tới rồi. Bây giờ thì mình cần phải đi xéo về hướng tây một xíu nữa để cho nó mở cái bản đồ ra coi coi có đúng hay không ha. Ôi, ao, ao. Trời ơi. Đi ngang cái tàu cướp biển bụng nó hung quá. Nó quýnh mình một cái hên là mình có lớp khiên á. Có vẻ là hướng tây còn khá là xa chỗ mình rồi. Mình đi nãy giờ cả buổi mà vẫn chưa thấy đâu nè. Ở dưới làm gì có cái cục phát sáng vậy ta? Ồ, còn có kỳ lân biển nữa cơ. Kìa, giữa biển còn có nhà của mấy anh Ender Golem nữa cơ. Mấy anh này ha, muốn làm bạn với biển cả hay sao ấy, xây nhà giữa biển luôn. Dữ thiệt. Rồi, bây giờ thì vẫn chưa, dấu ích này vẫn chưa mở ra này. Tìm kho báu này khó rồi. Lên lên trên biển mãi mà vẫn chưa thấy nó đâu hết. Mình không nhớ rõ là cái bản đồ này mình lượm từ khi nào nữa mà mình thấy nó có sẵn trong kho đồ mình. Tò mò quá, đi tìm luôn á chứ. Nữa kìa, lại gặp thêm một cái tàu cướp biển nữa. Thôi nha, né né nó ra nha. Không, nó lại cài kẹ mình đó. Mấy cái tên đó. À, lần này là tàu của mấy tên cướp dân làng, chứ không phải là của mấy cái con xương ha. Nên cũng không nguy hiểm lắm. Đi ngang rất là bình thường luôn. Chứ gặp mấy cái con mà xương là nãy giờ nó cưỡi cá heo, nó cầm rìu nó rượt mình rồi đó. Coi kìa, vừa đi vừa bốc phét nãy giờ mà vẫn chưa tới nữa. Xa vậy. Đi như nãy giờ luôn á. Ở đây còn một cái khu vực mà mình có thể lút đồ được nữa nè. Rồi luôn, trời mưa luôn. Đang giữa biển mà, trời mưa rồi. Không. Rồi rồi, bắt đầu có dấu hiệu. Đi vô đất liền rồi. Hình như gần tới rồi. Có hy vọng. Vô đất liền đi để coi coi có ngủ được không. Làm ơn mở cái bản đồ ra giùm đi. Âu, rồi bị dụ rồi. Không. Vừa vô đất liền là bị mê hoặc rồi. Dám mê hoặc. Mê hoặc trai lành nè. Tối ngày đi mê hoặc trai lành. Có vẻ cái bản đồ này vẫn chưa chỉ mình tới điểm của kho báu rồi. Nè, bây giờ mình đã đi đúng về hướng một hướng rồi nè. Theo như kiến thức mình biết thì mình cần phải đi thẳng về hướng tây thì mới gặp được cái kho báu này. Sao mình đi mãi mà không thấy ta? Kỳ thật á, nó còn chưa mở ra nữa cơ. Không thể nào chấp nhận được. Sẽ đi đến khi nào mà nó mở ra thì thôi. Cay lắm rồi. Trời, không biết giờ tối chưa nữa. Để mình thử mình đặt cái túi ngủ mình xuống mình ngủ coi. Yeah. Mưa thì mình có thể ngủ để cho nó tạnh mưa nhanh hơn á. Chứ trời mưa thì tầm nhìn nó bị hạn hẹp lắm. Xong. Tiếp tục cái hành trình tìm một cái kho báu thôi. Kho báu này phải cho đồ xịn nha. Cho đồ. Đồ dởm là không có chịu đâu á. Giờ phải băng qua một cái núi nữa. Núi này hơi bị cao luôn á. Thôi kệ đi, ráng đi. Đúng hướng đi. Khi nào mà từ dấu chấm này nó chuyển sang cái hình mũi tên á là gần tới rồi. Gần tới kho báu đấy. Phải băng qua cánh rừng này nữa. Chịu khó một xíu đi. Băng biển rồi vượt rừng các thứ. Trên này còn có những cái giếng nữa nè. Không biết là dưới giếng này nó có đồ không nữa. Đào thử coi. Ồ, dưới này nó chỉ có đá thôi chứ không có đồ gì đâu. Mà kho báu gì mà ở trên đất liền. Vô lý nhờ. Thường thường mấy kho báu này, một là nó ở dưới biển luôn, hai là nó sát bờ biển chứ ít khi mà nó nằm ở trên đất liền giống như vậy lắm. Hình như mình đi sai rồi. Ủa mà đi sai mà sao cái chấm nó lại bự hơn ta? Lạ thiệt.
không biết là có sự nhầm lẫn gì ở đây hay không. Nè, ở đây còn có bộ tộc của mấy anh nữa nè. Dạ. Coi coi mấy anh có để cái rương nào dưới đất không? Không có. Đi tiếp, đi tiếp. Không biết là cái kho báu này nó có cho mình đồ gì quý giá hay không. Ôi, những con chim. Ôi, mấy con chim này tấn công mình nè. Này thì tấn công nè. Thích tấn công không? Thích tấn công không? Cà khịa mình cho đã xong mình bắn cái sợ chạy. Không hiểu luôn. Cứ thích cà khịa thôi. Mà không biết là cà khịa nhầm người rồi. Ê, có vẻ là đúng hướng rồi nha. Hợp lý. Ủa? Ở đây nó còn có mấy cái khối bị lỗi nữa nè. Lạ thiệt á. Cái bản đồ kho báu nó đã mở ra rồi nè. Và cái dấu ích nó nằm ở trước mặt mình luôn. Để mình nhìn như vậy đi cho nó to. Bây giờ hình như mình phải băng qua cái gò cát cái bên kia thì mới có được kho báu đấy. Ôi mệnh thử nào. Bơi qua. Không biết là kho báu này có bao nhiêu viên kim cương đây. Hoặc là những thứ xịn hơn cả kim cương. Mong là vậy ha. Rồi. Tới 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 nơi rồi, tới nơi rồi. Qua đây. Qua đây. Rồi, chính xác. Ngay đây. Hy vọng là. Wait a minute. Ủa, cái rương đâu? Đúng mà. Kinh nghiệm tìm tìm kho báu của mình mà. Quê vậy ta? Chặt lắc rồi. Ủa gì nó giấu ở đâu nhờ? Vô lý thế. Mình thử bật F3 lên coi. Trời đất ơi, bật F3 lên. Quá trời đất nhiều luôn. Nhìn chóng hết cả mặt luôn ấy. Nhưng mà mình sẽ thử tìm theo cách cũ coi. Là đứng ở vị trí là chính. Chính. Cái này cũng là chính nè. Rồi, vậy là ngay đây. Thử lại. Ui, lần này thì chính xác nè. Biết gì nãy tìm bằng cách này đỡ quê rồi. Rồi, và trong kho báu thì nó sẽ cho mình đầu tiên là một cái nón. Nón nhện. Một chút vàng sắt ngọc lục bảo. Và chỉ có đúng một viên kim cương thôi. Nhưng mà được một cái là nó cho mình trái tim biển cả. Cái này thì mình sẽ kết hợp với những cái vỏ ốc mà hổm ra mình farm á. Để mình làm ra được cái gọi là. Ủa? Ủa cái ống dẫn rồi. Nó không có công thức ống dẫn này nè nè. Cái ống dẫn nè, conduit nè. Đồng thời thì nó còn có thể làm được một cái khiên nữa cơ. Cái khiên biển sâu nè. Chế tạo được cây đinh ba từ công thức rất là đơn giản luôn nha. Quá ghê luôn. Tính ra cái trái tim biển cả này nó hữu dụng lắm. Được. Và một cây nỏ nữa. Ok. Còn cái nấm này thì sao? Dead Cap Mushroom. Trời. Nó sẽ. Chưa chưa cái này có thời gian hồi chiêu nha, 30 giây á. Để mình lên trên mình test thử. Nghe cái tên nghe sợ vậy. Cái nấm chết chóc. Thử dùng nha. À, nó sẽ cho mình tốc độ nè, cũng như đào đào nhanh á, nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó thì tương đối là lâu đấy, 30 giây hồi chiêu. Ok. Như vậy thì bản đồ kho báu này mình đã tìm xong rồi. Còn cái bản đồ Monastery này mình quen lắm. Thời đại thời đại nhà thám hiểm mình đã từng đi tìm cái Monastery này mấy lần rồi. Bây giờ có nên tìm nữa hay không ta? Rất là xa chỗ mình luôn á. Hôm nay lỡ đi tìm mà. Thôi chắc mình sẽ đi tìm nốt thêm một cái bản đồ này nữa ha. Ủa một cái công trình này nữa ha. Hy vọng là nó sẽ cho mình những món đồ giá trị. Còn về hướng đi thì nó cũng trên cái hướng mình đang đi nãy giờ luôn nè. Đó chính là hướng Tây Bắc một xíu ha. Trên đường đi thì mình đang đối đầu với một cái hang đó rồi, hang rồng hay sao á. Đúng rồi. Rồng hay ra kìa. Rồng hay rắn ta, nhìn nó giống rắn quá.
rồng hay rắn hay ra gì đó. Đó là cái hang của nó ha. Mình cần phải áp sát rồi mình thử chiến đấu với nó xem. Đánh như con này là hơi căng đó nha. Nhìn sơ sơ qua là mình thấy nó có tuyệt chiêu phun độc rồi đó. Mà nó nằm giữa cái hồ nữa, nên rất là khó cho mình rồi. Mình sẽ thử tấn công nó từ xa trước. Kìa, nó có ba cái đầu luôn nha. Rồi bắn gụm hết một cái đầu rồi. Ủa sao không có tên mình bị gì á? Ủa nó mọc lại rồi cơ. Chơi. Ghê vậy. Nó mọc lại thêm một cái đầu. Ui. Độc tố nó ghê lắm. Cái này vô mình quýnh giáp lá cà thì may ra. Thử quýnh giáp lá cà với nó xem. Táo vàng đã có rồi nè. Rồi, vô chuẩn bị. Đệ ba. Quất. Quýnh nhanh cút gọn. Hai ra. Này thì gắn hai ra nè. Ui, con gắn độc này. Hơi bị thốn luôn. Và may là mình kiểu như là tiêu diệt nó nhanh á, nên nó không có đủ khả năng để đánh gục được mình. Nó rơi ra một trái tim hai ra nè. Còn gì nữa không? À, hai ra phan. Làm được một cái mũi tên độc. Được đấy. Và trong hang của nó thì có thêm một cây kiếm. Rồi, một chút sắt. Quyển sách gì đây? Hiệu suất cấp độ 4. Rapping cấp độ 3, lượm luôn. Một chút vàng nữa nè. Ở cái đầu xương trắng có dùng để làm gì không? Dùng để làm vật liệu xây dựng hả? Làm được một cái nón Obsidian Skull. Là một cái đầu lâu hắc diệm thạch. Làm được một cái cúp luôn cơ. Ui, được, vậy lượm một cái đi. Lượm một cái có gì sau này mình làm một cái cúp ha. Ghê đấy. Hết rồi, hết đồ chết. Ủa, độc đâu ra vậy? À, từ cây nấm này. Đây là cây nấm độc ha. Poisonous mushroom nè. Cái áo giáp Water protection cấp độ 4. Đậm luôn. Rồi, tính ra nãy giờ đi cũng được một chút đồ giá trị ha. Còn gặp được cái loài rắn. Cái này mình không biết chính xác nó là rắn hay rồng nữa, nhưng mà mình thấy nó giống một con rắn độc hơn á. Rồi, mấy thứ này thì mình sẽ giữ lại ha. Cần thiết thì giữ lại thôi, còn không cần thiết thì mình sẽ vứt bớt để cho nó trống trải kho đồ khi mà đi khám phá. Chắc bây giờ mình cũng phải đánh một giấc thôi, chứ trời tối thui rồi kìa. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được cái Monastery nữa. Có lẽ là cái công trình đó nó cách mình khá là xa đây. Hồi nãy cái bản đồ kho báu kia mà mình tìm cả buổi trời mới được ra. Cái này không biết là mất mấy ngày đây. Monastery thì chưa thấy mà mình thấy một chỗ. Ủa, cái đó là chỗ hoa hả? Cái này là một chỗ của anh Cyclops một mắt nè. Bên cạnh đó thì ở dưới nước mình còn gặp được một cái dạng công trình gì nữa nè. À, mình nhớ rồi, cái công trình này là sâu tuyết ở phía dưới á, nó có rất là nhiều đồ hắc diệm thạch đấy. Nó còn mở cho mình một cái thành tụ tên là Iron Maiden kìa. Nên không ta. Nên làm liều không ta. Xuống dưới là nếu mà mình đánh bại được hết những cái con quái vật phía dưới, mình có thể nhặt được rất là nhiều những cái Netherite á nha. Ui da ơi. Ui. Mới rớt xuống thôi mà căng bậy. Chết không, đi không mang theo đuốc. Ẩu tả rồi. Có cái đuốc thôi mà cũng quên nữa. A few moments later. Bây giờ thì làm liền một cái nha, đào xuống phía dưới luôn, canh ở chỗ chính giữa nè. Ngay đây. Đào xuống. Đó. Đào một phát. Mở đường xuống dưới liền. Đi. Men theo cái dòng nước mà đi xuống dưới thôi. Dưới này có rất là nhiều quái vật đó nha. Không phải dạng vừa đâu. Đó, chùa gì nó đã xuất hiện rồi. Bây giờ công việc đầu tiên của mình là chùa vô đây. Đập làm spawn nè. Kích hoạt cái nấm này lên để có thêm tốc độ. Để đập spawn nó nhanh hơn. Lấy đập lên. Ui, sao mình không đập được? Hồi đập được rồi nè. Chơi. Ghê thiệt.
đập làm spawn trước đi, quýnh lộn sao. Đập. Khó sơ nhất vẫn là những cái con quy lửa thôi. Nếu mà mình đập được những cái lồng của những con quy lửa thì mình sẽ rất là dễ trong cái công đoạn mà lấy đồ ha. Kiểu như bây giờ mình vẫn chưa có kháng lửa nên cái khả năng mà gây khó chịu của con quy lửa đối với mình rất là cao luôn. Và bây giờ mình sẽ tranh thủ mình lượm những cối vàng ở trên những cây cột này trước. À cái này là cái rương hả? Hết ổn. Ê, hồi nãy mình có đánh một cái anh xương đen và ảnh rơi rao cho mình một khúc xương rồi nè. Ngon, vậy là mình khỏi phải đi xuống địa ngục để đi tìm ảnh rồi. Im á, im á. Bột quỷ lửa. Một cái kiếm. Còn gì khác không ta? Hình như ở đây thì nó đào phiên bản mới nên nó đã cập nhật thêm là những cái rương ở trên cột nó vẫn có đòn ha. Vậy thì tốt quá. Ui, nhạc cấp độ 6 luôn nè. Dữ dữ. Nhạc mà cấp độ 6 chắc quýnh một lần nó rơi ra cả đống đồ luôn á. Hợp lý cho mình ha. Đi farm quái các thứ đã luôn. Cái rương ở trung tâm thì cho mình thêm mũi tên thôi. À, kem mắt ma để làm thuốc kháng lửa nè. Một cái xẻng kim cương bình thường. Cũng không có gì xịn lắm. Vàng. Mình nghĩ thứ mà mình cần nhất trong cái công trình này chỉ là những cái netherite thôi. Mình cần netherite hơn cả. Vẫn chưa có netherite. Đóng băng. Elixir band với một cái dòng khác nữa. Với tốc độ linh hồn các thứ nè. Thôi lượm luôn đi ha. Bỏ ổn. Đây rồi. Một cái mảnh vỡ cái gì? Mảnh vỡ cổ đại nè. Không, cái này là cái Life Mending. Ui, cái dòng này nghe lạ vậy. Màu đỏ luôn nha, dòng cường hóa màu đỏ luôn. Ghê đấy. Mấy dòng cường hóa màu đỏ không biết là tốt hay xấu đây, nhưng mà cứ giữ đi. Dù sao nó cũng là chiến lợi phẩm trong cái công trình này mà. Lượm hết. Rồi, giờ thì cần phải đi qua những hướng tiếp theo. Cái hướng đầu tiên đã cho mình một cái quặng cổ đại rồi. Giờ thì qua đây đập tiếp những cái lồng. Mấy cái anh xương này là hơi nguy hiểm luôn á. Đó. Con kem dung nham đúng mạnh luôn. Nó nhảy vô được mặt mình một phát đi luôn mà. Bây giờ vẫn là những quyển sách cường hóa các thứ thôi á. Bọn tranh thủ đập những cái lồng này đi. Phải tranh thủ. Kìa, đằng kia vẫn còn nữa kìa. Kích hoạt tốc độ lên. Đập lẽ. Đấy, vậy thì nó mới không kịp hồi sinh được. Và trong đây nó còn giấu một cái rương nữa. Chơi mà chơi giấu. Giấu với chúng tôi này. Nó cho mình hai cái phôi netherite luôn. Quặng mảnh vỡ cổ đại nữa nè. Rồi vàng, khối vàng, ba lô vàng luôn. Quá xịn. Còn gì khác ở đây không? Hết rồi. Vậy là những cái rương mà nó giấu ở trong góc cột ấy là những cái rương xịn ha. Im ấy. Tìm mấy cái rương đó mà lút thôi. Cho khẳng khối kim cương luôn mà. Ở đây. Bên đây vẫn là kem dung nham các thứ thôi. Vẫn còn một cái lồng đằng kia kìa. Mình vô mình đập cái đã. Hên là nó chỉ mới xuất hiện được một cái con kem dung nham thôi. Kem dung nham mà nó càng to thì nó tấn công mình càng thốn á. Như những con này nè, nó nhảy mình tầm hai cái trực diện là mình chết luôn á. Không đùa được. Rương này thì cho mình kim cương rất là nhiều luôn. Berserker nữa cơ. Lượm. À, nó còn có vụn netherite nữa nè. Im á. Hướng này sơ bộ thì cũng đã xong rồi. Đổi sang một cái hướng khác thôi nè. Còn hướng nào nữa ta? Nãy giờ mình chỉ thấy hai hướng đi thôi á. À, hướng bên này nữa. Đúng rồi, nãy giờ mình bỏ lỡ những hướng còn lại khá là nhiều đây. Đằng kia có tới hai cái lồng spawn lận. Ui, phía trên còn nữa. Còn lồng spawn những con quy lửa thôi. Mình ghét quy lửa mà. Phải tấn công con xương này trước. Rồi, đập cái lồng lẹ. Thành công rồi.
hơi bị khó chịu luôn. Ôi, mấy con quỷ lửa ở đây khó chịu quá. Trừ khi là mình chế tạo thành công cái lọ thuốc kháng nước á. Ủa gì? Kháng lửa thì mình mới không cần dùng tới xô nước này nữa. Chứ nếu không là lúc nào mình cũng phải cầm theo một xô nước giống như vậy để mình phòng ngự á. Khó quá. Con xương, con xương này, con xương combo nó luôn, dùng nó vô góc. Rồi những con xương đó thì nó sẽ rơi ra cho mình những cái khúc xương Wither ha, rất là tốt luôn. Bây giờ vấn đề làm sao để lượm hết những cái rương trong đó nè, khá là trâu luôn. Ui da, nữa rồi kìa. Ui còn có quỷ lửa xanh nữa. Quỷ lửa vàng mình còn chưa tấn công nổi, nó đã ra những con quỷ lửa xanh rồi. Bây giờ mình mặc kệ nó, mình coi coi có rương mình lút rương đi, không quan tâm nó luôn. Ai chơi kỳ đấy, đừng mà. Chiến này lành ít dữ nhiều rồi, chiến này lành ít dữ nhiều rồi. Ui du, hơi bị thấm nha. Rồi. Sử dụng kỹ năng lút đồ tuyệt đỉnh của mình. Lút sạch xanh xanh. Ê đầy đồ, đầy đồ. Đầy đồ rồi. Kỹ năng siêu cấp lút đồ. Siêu cấp lút đồ. Kỹ năng này là kỹ năng bí truyền nha. Kỹ năng VIP nhất của mình đó. Coi coi còn cái chỗ này an toàn nữa không. Ở chỗ này có những cái quặng gì nè. Tò mò cái đó. Cái này dùng để làm được một lọ khoáng sản, chế tạo ra một cái con mắt gì đó. Ngoài ra thì nó còn làm được một cái bàn nữa, Necromantic Table. Khá là lạ luôn á. Ê dưới này nó còn thêm nữa nè. Lạ nha. Đào thôi mấy cái lạ lạ thì mình cứ đào trước đi ha. Dùng hay không dùng thì sau này tính tiếp. Rồi giờ thì cất đồ vô để một xíu mình thực hiện cái tuyệt chiêu siêu cấp loot đồ của mình nữa. Hồi nãy giờ mình loot cũng được 3 cái point nether ra rồi, khá là im đấy. Bây giờ mình muốn quay trở lại đằng kia thêm một vòng nữa quá. Ăn vô lấy lại bình tĩnh nào. Kích hoạt tốc độ. Tìm rương, tìm rương, tìm rương. Có tốc độ là phải đi tìm rương liền. Có rương không, có rương không? Không có rương. Tiếc tê nhờ. Không sao không sao, không không từ bỏ, không từ bỏ. Con quỷ lửa này, con quỷ lửa này 50 mấy máu luôn. Rất là trâu ấy. Như vậy còn hướng nào mình chưa lướt không nè. Qua đây kiểm tra lại thêm một cái nữa. Bên đây thì nó chỉ còn à kìa kìa kìa, đằng kia còn một cái rương vàng. Đây 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 đây. Lấy thôi. Ủa nó bắn sao thốn thế. Con xương kia bắn đúng thốn luôn. Không biết nó ăn cái gì mà nó bắn mình thốn quá. Bắn một phát mất mấy trái tim liền. Bà phù thủy, bà phù thủy này. Còn con xương đâu đây nữa nè. Đập luôn. Rồi giờ thì lướt độ thôi nào. Ồ cái rương này thì nó cũng được một cái quặng cổ đại. Ok. Tương đối ổn, tương đối ổn. Giờ tiêu diệt nốt con này để đập luôn những cái lồng ở bên hông đi, cho nó đừng có đẻ thêm. Xong. Giờ thì thoải mái hơn rồi. Mặc dù mấy con này đông đấy, nhưng mà áp dụng tiệt kỹ lướt đồ xong chạy thì mấy con này không phải là đối thủ đâu. Phía đằng kia vẫn còn lồng spawn cơ. Tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ thôi. Đáp. Đập rất là nhanh luôn á. Ôi trời. Nó đánh mấy anh thợ rèn người lùn kìa. Mấy con này ác thiệt. Dám đốt mấy ảnh á. Kìa mấy ảnh cũng chiến đấu lắm á. Luôn á. Chứ không phải dạng vừa đâu. Ảnh mấy ảnh cũng không phải dạng hiền á. Rồi. Tiếp tục là một quặng cổ đại. Khá là nhiều mũi tên luôn. Mình sẽ lấy thêm một chút. Rồi lướt cái rương này. Cái rương này tuy nằm ở giữa nhưng mà nó không có độ xịn rồi. Ok, lượm được chút nào thì lượm.
Giờ thì còn một đúng một hướng duy nhất là mình chưa khám phá thôi. Hy vọng hướng đó nó sẽ cho mình những món đồ thật là xịn ha. Hướng đó nằm ở ngay chỗ trung tâm nè, rẽ trái. Ê, cùng nhau khám phá thôi. Đi bên đây. Hy vọng là đồ xịn nó sẽ giấu hết ở bên đây nha. Kìa, rương quá trời luôn. Nhưng mà hướng này thì đòi hỏi mình phải parkour một xíu thì mới đi được. Và rất là nhiều quỷ lửa nó đang đợi sẵn mình. Eo, không biết có ổn hay không đây. Giáp mình gần hư rồi nên mình phải cẩn thận hơn. A few moments later. Chuyến đi này tuy lấy được nhiều đồ đấy, nhưng mà đánh lội lại, bộ giáp của mình nó nát hết rồi. Một sự đánh đổi không hề nhẹ luôn á. Nhưng mà thôi, đành phải chấp nhận đi ha. Đã lỡ đi khám phá rồi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng một chút vảy rồng để mình sửa lại bộ giáp của mình, dùng cho nó tốt hơn. Mình sẽ đầu tư cỡ 1, 2, 3, 4. Ui, nó bằng với việc mình làm một cái đồ ủng mới luôn á. Thôi, vậy mình làm một cái đôi ủng bằng vảy rồng xám mới đi ha. Rồi mình cường hóa lên luôn, hợp lý á. Mình coi còn Luli không. À, Luli mình còn nè. May quá lần này thì có Luli để cường hóa rồi. Đi xuống dưới cường hóa sơ sơ lại. Rồi dùng tiếp set đồ rồng này ha. Mình thấy tương đối tốt đó. Kunling thiệt luôn, lụm. À, nó còn cho mình thêm bảo vệ 4 nữa nè. Như vậy thì tốt đó. Rồi, giờ thì mặc cái ủng mới này vô thôi. Rất im luôn. Nhưng mà về cái nón xương thì nó đã giúp mình farm được rất là nhiều linh hồn rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì nó đã gần hư mất tiêu rồi. Chắc mình phải đổi một cái nón mới thôi. Trong đây thì mình vẫn còn một vài sự lựa chọn như là nón kim cương hả ta. À quên, mình còn cái nón làm bằng da sư tử này nữa. Nón chiến mà quên nữa. Hôm nay đổi nón bằng da sư tử đi khám phá luôn á, cho nó ngầu. Rồi mấy cái vảy còn dư thì mình sẽ cất vô đây trước. Còn những cái đồ mà trong chuyến khám phá này thì một xíu về nhà mình sẽ lọc lại sau. Nói chung thì được khá là nhiều những cái foil netherite nè, vụn netherite cũng như là những cái quặng cổ đại nè. Và rất là nhiều kim cương luôn á nha. Sơ sơ là thấy im rồi đó. Giờ thì tiếp tục cái hành trình để đi tìm cái... Đâu rồi, cái bản đồ kho báu rồi. À đây. Không. Nó chính xác hơn là bản đồ tìm tới công trình chứ. Monastery, ok. Đi thôi. Hôm nay ăn hành nhiều lắm rồi, mình không muốn ăn thêm hành nữa đâu. Trên đường đi qua một cánh rừng rồi mình gặp gia đình gấu. Gì đấy gấu, gì đấy gấu. Đừng. Thiệt luôn á. Mình lại mình ngồi, mình nhìn thôi, mình chưa đụng vô gấu con nữa mà gấu mẹ đã tấn công mình rồi. Hung thấy ớn thiệt. Khổ ghê. Chưa làm gì luôn ấy. Rồi và đây còn có một cái khu vực giống như là một cái ngôi mộ vậy, để mình test thử. Coi bên trong này, ồ có cửa luôn nè. Có rương. Ê, ui có mấy hồn ma nè. Ui. Mỗi lần mình mở cái rương này là nó sẽ xuất hiện một cái con ma ra hù mình à. Hên là mình đi ban ngày nên mình không có sợ đâu. Thử coi, dưới này nó có đồ không? Mình có cái xẻng không? Đào bằng cái tay lâu quá, không có xẻng. Có rương dưới này không? Không, dưới này không có rương luôn. Vậy thôi, mình đi chỗ khác coi. Chỗ này ghê quá. Mở cái rương một phát là nó xuất hiện một cái con ma ra hù mình. Rồi. Và cái monastery này có vẻ là nó cũng gần tới rồi đó. Vì mình đi một quãng đường rất là xa rồi. Mình mong là nó sẽ sớm xuất hiện ở trong cái khu vực cánh rừng này thôi ha. Ui, phải cái này không vậy? Không, không phải. Không phải cái này. Mà thôi gặp thì mình vô luôn đi. Tại vì thường thường trong đây chắc nó cũng sẽ cho mình đồ đấy. Cẩn thận. Rương. Đây. Cho mình sắt, lưu ly. Không thực sự tốt lắm. Ủa mình nhớ là nó có hai cái rương lận mà ta. Công trình này. À đây, cái rương này nó giấu bên này. Có ngọc lục bảo nè. Một chút sắt. Ok. Nó chỉ có vậy thôi hả? Rồi, thôi bye bye mấy con xương tàn hình kia đi. Cho anh em nó tự bắn nhau đi ha.
mình thì tiếp tục cái công việc khám phá thôi. Đằng xa xa mình còn thấy một cái tòa tháp xây bằng nấm nữa cơ. Ui, tòa tháp nhìn lạ vậy. Ừ, khá là cao luôn. Được, được, vô thôi nào, vô thôi nào. Được đấy, hy vọng là tòa tháp này sẽ cho mình thật là nhiều sách cường hóa nha. Rồi, đừng vào đâu. Đừng vào, nó nằm tiếp bên này lận. Ui, ui, ui. What? Bàn cường hóa luôn. Ui. Thời tới, thời tới. Tự nhiên vô nhà có được cái bàn cường hóa, được cái đe nữa nè. Im gì ta. Còn có mấy cái khối nhạc nữa nè. Im, 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 im. Khối vàng. À, những tên cầm rìu. Ui, nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Có những tên cầm rìu là hơi nguy hiểm đấy. Mà có khối vàng thì thôi kệ, nguy hiểm xíu cũng được. Lên, lên, lên. Còn đường nữa nè. Ờ, trên cao thì nó chỉ là chỗ để chứa lương thực thôi. Như vậy đây là một cái chỗ mà cho mình bàn cường hóa với những cái khối vàng để chế tạo những thứ linh tinh ha. Nói chung thì cũng rất là tốt đấy. Nhỏ như vậy mà cho được bàn cường hóa với như đó đồ là im rồi. À, giờ thì tiếp tục với hành trình tìm cái Monastery thôi. Nhưng mà nãy giờ mình đi về hướng hướng đông hơi nhiều nha. Đáng lý ra mình phải đi về hướng bắc nhiều hơn á. Ủa cái cây này cây gì mà nhìn lạ vậy? Ồ, cây nhìn lạ lắm luôn á. Tự nhiên ở phía trên nó xuất hiện một cái thanh boss tên là Hit Get gì cơ. Ủa là sao? Tự nhiên mình xuất hiện cái thanh Hit Get là như thế nào vậy? Hay là phía trước này? Ui, dưới này mình thấy nó có rương nè. Giống như mình vừa hát xuyên, nhìn xuyên tường vậy á. Nè. Không hiểu luôn, tự nhiên có cái thanh máu gì á. Cho mình kim cương. Ui, tốt vậy. Được á nha. Ui, sửa chữa luôn, mending. Tốt, 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 tốt. Ngọc lục bảo. Sắc. Speed Synergy. Lượm luôn đi. Bóng tuyết. Ôi là. Ôi làm gì ngại lắm, tự nhiên cho tôi đồ đi. Ngại chết đi được à, mà thôi tôi lượm đi nha. Lượm trước á. Không hiểu luôn. Không biết cái thanh máu đó từ cái con gì cho mình nữa. Kỳ lạ thiệt á. Không hiểu nữa. Nè, mình có thể nhìn được xuyên tường, mình thấy được cái rương ở phía dưới luôn cơ. Ảo chưa. Rồi, không có con nào xuất hiện thì sao mình đi tiếp thôi ha. Đằng xa xa mình thấy có bộ xương hay cái con gì đó, nhìn thấy ghê vậy. Đây là... con gì đây? Ui. Ui, ui, sao nhiều con tấn công mình vậy? Sư tử núi nè. Xì lam nè. Con quả nữa. Ui. Đây, đây, đây. Đây chính là... His guest nè. Ui, con này có cho mình cưỡi không? Coi kìa. Ao, ao, nó tấn công mình. Ôi không, ôi không. Mình đang thử tìm cách thu phục nó. Nhưng mà nó đã tấn công rồi. Ui, cái con này tấn công là mình sẽ bị cháy nha. Ui, nó phải sáng đẹp ghê chưa. Quá là đẹp luôn. Đây là một con hươu hay sao ấy. Cặp ngà của nó phát ra lửa kìa. Ôi, nó hiền lên rồi. Ui dồi ôi, đúng đẹp luôn á. Em lấy cái túi ngủ ra mình ngủ cái. Mình không muốn kiểu như là tiêu diệt cái con này đâu. Ít nhất thì mình sẽ để nó ở đây đi ha. Nếu mà mình tìm hiểu về nó kỹ hơn, ví dụ mà có thể thu phục được thì mình sẽ quay trở lại đây thu phục nó. Tại vì mình nhìn nó rất là đẹp luôn. Giống như một con hưu thần mà chỉ còn bộ xương không nè. Nhìn đã thiệt á. Thôi tiếp tục hành trình đi ha. Để cái con này ở đây đi. Rồi cái bản đồ đâu mất tiêu rồi. Nè nè, nó bắt đầu mở ra rồi nè. Im á, im á. Mình cần phải tiếp tục đi về hướng Tây Bắc thôi. Cuối cùng cũng tới cái ngôi làng rồi. Thì
Thiệt luôn á. Theo như mình nhớ á, là cái ngôi làng này nó sẽ có thêm một cái bản đồ để dẫn mình tới một cái ngôi đền nữa. Nó nói tiếp nhau như vậy á. Ui trời 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 trời. Nhìn mặt hài vậy. Nhìn mặt đúng đúng hài luôn á con cọp này. Cọp này có ăn thịt không? Không ăn à? Nhìn mặt đúng thân thiện luôn á, không có chút gì gọi là hung dữ luôn. Nè có anh người sát các thứ nè. À, đây rồi cậu hang đi lên tầng trên. Đi lên trên. Để lượm một cái bản đồ nữa. Bản đồ đây. Đó, một cái bản đồ đi tới một cái ngôi đền ha. Ngôi đền vàng. Xong, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong cái mục tiêu là tìm ra được cái khu vực Monastery rồi. Và nhờ đi tìm Monastery mà mình có được rất là nhiều những món đồ khác từ những cái công trình khác á. À, nói chung thì chuyến khám phá hôm nay tương đối là bội thu đó. Và mong rằng mình sẽ có được những chuyến khám phá kế tiếp nó may mắn giống như vậy ha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.